Thưa quý vị, trong gia đình của chúng ta thì đôi khi có những chai lọ đựng hóa chất thì có thể là chai lọ bị hư hỏng thì chúng ta sẽ chiết xuất ra một cái chai lọ khác, và điều này dẫn đến việc hiểu lầm tai hại khi mà một số thành viên trong gia đình, chẳng hạn như là người thân trẻ nhỏ hay là những người lớn tuổi, họ sẽ sử dụng những cái chai lọ này bởi vì họ tưởng là nước hoặc thuốc gì đó có thể uống được, và dẫn đến những vụ ngộ độc vô cùng nghiêm trọng. Và sau đây thì xin mời quý vị sẽ cùng đến với ghi nhận của phóng viên trong chương trình tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai. Đây là một loại hóa chất bệnh nhân này đã uống, không có nhãn mác, cũng không có ghi nước nào sản xuất. Vì lớn tuổi nên bệnh nhân đã tưởng đây là bánh nên đã ăn nhầm. Nhập viện tại Trung tâm Chống độc Bệnh viện Bạch Mai, khi người nhà đưa cho các bác sĩ, thì đây có khả năng là một loại hóa chất gia dụng có tính kiểm cao, gây ăn mòn đường tiêu hóa, miệng, thực quản. Kết quả soi bệnh nhân có loét buồng thực quản dạ dày. Còn bệnh nhân này do chiết hóa chất vào một chai nước ngọt, đi làm về khát quá nên đã tưởng là đồ uống. Kết quả nội soi tại bệnh viện cho thấy bệnh nhân bị chấn thương dạ dày tá tràng. Đáng chú ý, các bác sĩ đặc biệt khuyến cáo một số loại hóa chất diệt chuột cực độc của Trung Quốc đã cấm lưu hành ở nước ta hàng chục năm, thời gian gần đây đã quay trở lại, khiến không ít các ca phải nhập viện. Cái vấn đề về hóa chất ở đây ấy là natri fluoroacetate, là cái hóa chất diệt chuột trước đây là nhập lậu từ Trung Quốc và đã gây tử vong hoành hành ở miền Bắc chúng ta rất nhiều và gây ra rất nhiều trường hợp tử vong và hơn chục năm trước đây trở về trước, và chúng ta đã cấm, đất nước ta đã cấm, tuy nhiên được vài năm trở đây xuất hiện trở lại và có những ca lại ngộ độc trở lại và cũng dẫn tới tử vong. Đây là hóa chất rất độc mà chúng ta cấm, thì vậy thì đây là vấn đề hóa chất còn lưu hành rất là rộng rãi ở ngoài cộng đồng. Đã có rất nhiều trường hợp đau lòng xảy ra khi uống nhầm hoặc ăn nhầm hóa chất. Như trường hợp 6 anh em trong một gia đình đã cùng nhập viện tại Bạch Mai vì uống nhầm hóa chất diệt chuột mà tưởng là Philatop. Vì thế, để tránh các trường hợp đau lòng xảy ra, các gia đình cần cẩn trọng hơn trong việc sử dụng hóa chất, nhất là vào mùa hè, khi việc nhầm lẫn chai lọ, nước uống rất dễ xảy ra. Thưa quý vị, không chỉ với người già mà ngay cả trẻ nhỏ cũng là đối tượng rất thích thú, tò mò với mọi thứ trong nhà nhưng lại không thể phân biệt được những thứ nào gây nguy hiểm cho bản thân và thứ nào thì không. Và những vụ việc trẻ em uống nhầm hóa chất xăng không phải là mới, tuy nhiên gần như năm nào cũng trở thành một hồi chuông cảnh báo cho các gia đình. Thông thường vấn đề này xuất phát từ thói quen chủ quan của nhiều phụ huynh. Nhiều bố mẹ dùng các chai nước, gói kẹo đựng hóa chất trong khi trẻ không phân biệt được mới dẫn tới những hậu quả đáng tiếc trong chính ngôi nhà của mình. Ví dụ như là trong thời gian gần đây khi mà chúng ta ứng phó với dịch Covid-19 thì rất là nhiều những gia đình sẽ mua những cái chai cồn về để chúng ta có thể chiết xuất trở thành những cái dung dịch để chúng ta có thể rửa tay này hay là sát khuẩn. Và nhiều nhà thì có cái lọ cồn trắng to như thế này này, và thường là ở bên ngoài chúng ta có thể là không có cái nhãn mác gì cả. Và nếu như mà chúng ta lại để thấp, để gần tầm với của trẻ em thì rất là nhiều trẻ nhìn cái chai đấy nước trắng trắng cứ tưởng là nước, bởi vậy là hoàn toàn có thể là uống và sau đó đã phải đi rửa ruột. Hay đôi khi chúng ta có, trước đây chúng ta cũng đưa thông tin đó là bố mẹ nhỏ mắt nhỏ mũi cho con, và chính mẹ nhiều khi là để hai chai cạnh nhau, và đôi khi chúng ta không nhìn, chúng ta cứ chủ quan là mình sẽ phân biệt được ngay, thế là cứ nắm để với xong là mình cũng không nhìn, thế là mình nhỏ luôn và sau đó đã ảnh hưởng tới cái khoang mũi của bé. Nhưng mà rất là may đã đưa đến bệnh viện kịp thời có vô vàn trường hợp có thể xảy ra. Đúng rồi, có rất là nhiều phụ huynh khi mà chủ quan cũng như là cứ nghĩ rằng mình sẽ biết là không nhầm lẫn đâu, nhưng chính bản thân mình đôi khi nhầm lẫn và ảnh hưởng đến sức khỏe của con trẻ hay là chính bản thân mình luôn. Và với các bé nhỏ thì với cái sự là tò mò, đôi khi là thích thú khám phá thì cũng đã rất là tinh nghịch. Ví dụ như là Phương Thảo ngày bé thì bố cũng có rất là nhiều những cái đồ mà cũng kiểu chích cho những bạn thú cưng trong nhà. Thì Phương Thảo biết nhưng mà mình vẫn thích nghịch, dù bố mẹ cất lên cao luôn rồi nhưng mà bố mẹ đi làm cái bắt đầu họ lại bắt ghế lên để lấy rồi xem thuốc này thuốc gì rồi đọc hướng dẫn rồi bắt đầu là thôi thì thử làm giống bố xem. Bắt đầu lấy kim tiêm ra chị ạ, xong rồi đâm vào cái lọ, xong bắt đầu là cũng đút xi lanh đồ là có thuốc ở trong đây, xong bắt đầu là cũng không phải là chích vào động vật nhưng mà em cũng chích vào mấy cái cây chích vào mấy cái cây là em kiểu như là con nít mà nghịch lắm,
bắt đầu cũng thích khám phá là ủa thì thật ra nhìn bố mẹ làm như thế này thì mình thử xem mình có biết làm không, hay là với những cái trường hợp đó thì cũng khiến cho mình cảm thấy là mình biết được hơn nhiều điều khám phá. Nhưng mà thật ra là đó là một trong những cái điều mà trẻ con đôi khi cũng sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe của bé. Ví dụ như Phương Thảo thì cũng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe của mình hoặc là với những cái người xung quanh, nhưng mà có rất là nhiều bé thì cũng đã thấy những cái chai lọ và không có nhãn mác, bởi vì nhiều bé thì cũng chưa có thể là biết đọc, chỉ là thấy những cái chai lọ màu sắc hoặc là có được cái sự nhầm lẫn thì mọi người cũng đã uống mà, và sẽ có những cái trường hợp ảnh hưởng tới sức khỏe. Có rất là nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện vì uống nhầm hóa chất, và những hóa chất thường gặp phải ví dụ như là sơn móng tay, uống nhầm hóa chất, xăng dầu, thậm chí là bột thông bồn cầu vì cứ nghĩ là đường. Và việc để chai lọ hóa chất trong gia đình chiếc hóa chất từ can to sang những chai nhỏ tiện cho việc sử dụng với những cái nhãn mác đựng thực phẩm thì sẽ rất là dễ nhầm lẫn. Và chúng ta sẽ cần có những biện pháp để phòng tránh hậu quả của việc uống nhầm hóa chất. Ví dụ như là để các loại hóa chất xa tầm tay của trẻ em, bởi vì trẻ em rất là hiếu động và nhiều khi các em sẽ tò mò muốn khám phá mọi thứ mà người lớn của chúng ta chỉ cần một chút sơ suất thôi sẽ để lại những hậu quả khôn lường. Tốt nhất là để ở những hộp riêng, có khóa, không để trẻ em lấy được. Không nên đựng hóa chất trong vỏ chai đựng nước uống như là Lavi hay là Vitan nhằm tránh nhầm lẫn các chất có thể xảy ra. Các chai lọ đựng hóa chất nên dán chú thích rõ ràng, đặt xa tầm tay của trẻ em. Chúng ta nên tránh tái sử dụng những chai nhựa màu, vỏ đục, khó quan sát màu sắc của chất bên trong để đựng hóa chất. Không đựng các đồ uống và các chai lọ vốn là bao bì đựng hóa chất và không để chung thuốc uống với những thuốc khử khuẩn hay là dùng bên ngoài. Việc phòng tránh như vậy thì rất tốt cho người lớn cũng như là trẻ nhỏ, bởi vì tránh được những sơ sót, bởi vì trẻ có thể rất là dễ uống nhầm. Nhưng mà với những cái trường hợp mà chúng tôi chia sẻ thì quý vị và các bạn cũng đã hiểu hơn về cái việc là chúng ta phải cẩn thận hơn trong từng những cái dụng cụ cũng như là những cái chai lọ mà chúng ta đựng những cái hóa chất. Nhưng mà quan trọng hơn nữa là nếu mà trẻ cũng như người lớn đã sử dụng rồi thì chúng ta phải có những cách để xử lý, bởi vì nếu mà chúng ta không biết cách xử lý thì sẽ dễ dẫn tới những cái trường hợp ví dụ như là những cái dạ dày hoặc là bị ruột đã bị hoại tử và bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Có rất là nhiều trường hợp thì bố mẹ cũng đã có được cách xử lý rất là tốt, và trong cái khâu mà sơ cứu thì cũng đã được đảm bảo, thì sức khỏe của con trẻ cũng như người lớn cũng đã cải thiện. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ chia sẻ cụ thể hơn những cái cách sơ cứu khi mà chúng ta uống nhầm thuốc hay là hóa chất. Đúng vậy, và sau đây thì chúng tôi sẽ chia sẻ đến quý vị cách sơ cứu khi mà bé uống nhầm thuốc hay là uống hóa chất. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Bệnh viện Bạch Mai cho biết, việc đầu tiên khi bắt gặp người uống nhầm thuốc là chúng ta phải cần bình tĩnh và tránh hoảng loạn để có thể tìm cách xử lý chính xác. Bởi vì khi gặp trường hợp trên mà sơ cứu không tốt sẽ khiến người bệnh càng đau đớn hơn, để lại di chứng hoặc nguy hiểm đến tính mạng. Cần tìm hiểu xem người bệnh đã uống nhầm loại gì, với lượng bao nhiêu, bởi từng loại thuốc hóa chất sẽ gây nên biểu hiện lâm sàng và cách xử trí khác nhau. Khi mà trẻ uống nhầm axit, xăng dầu hay là chất tẩy rửa thì với các loại hóa chất bay hơi, dung dịch tẩy rửa gây ăn mòn mạnh như là axit, bazơ hoặc xăng dầu, người lớn không được gây nôn cho trẻ. Các mẹ thường nghĩ rằng cần phải cho trẻ nôn ra hết sẽ hết độc, nhưng đây lại là quan niệm sai lầm. Nếu gây nôn khi hóa chất được đưa ra ngoài cũng là lúc hơi hóa chất có cơ hội tràn vào khí quản lần nữa, làm tăng mức độ ngộ độc, gây bỏng thực quản. Trẻ dễ bị viêm phổi là do hơi của các hóa chất này xâm nhập vào đường hô hấp. Và trước khi tới viện thì có thể cho trẻ uống vài ngụm nước lọc nếu hóa chất gây bỏng rát trong cổ họng, và cho trẻ uống một cách từ từ để tránh sặc nước khiến tình hình trở nên nghiêm trọng hơn. Dạ vâng, quý vị nên nhớ là khi mà chúng ta trẻ mà uống nhầm axit hoặc là xăng dầu hay là chất tẩy rửa thì chúng ta cũng phải cho trẻ uống thật nhiều nước để có thể là dịu đi cái dạ dày và cái đường ruột của bé. Nhưng mà nếu mà bé uống nhầm phải thuốc diệt cỏ thì sao ạ? Nếu mà khi bé uống vào thuốc diệt cỏ thì chúng ta nhanh chóng gây nôn cho trẻ ngay lập tức, càng sớm càng tốt. Và trong vòng 1 giờ đầu uống và gây nôn thì chúng ta sẽ gây nôn bằng cách là móc họng của bệnh nhân. Và có thể là do uống nhầm thì trẻ sẽ rất là khó có thể nôn, thì chúng ta có thể cho uống siro PCK từ 10 cho đến 15ml ở trẻ em và 30ml ở người lớn để có thể gây nôn. Và khi nôn thì để bệnh nhân nằm thấp đầu tránh vào phổi hoặc đặt nằm nghiêng để tránh nôn và dịch tiết có thể chảy ra vào khí quản gây tắc thở. Và sau khi bệnh nhân nôn thì có thể cho bệnh nhân uống một trong những các loại thuốc sau để làm giảm hấp thụ các chất độc vào cơ thể. Đó là hoạt tính 1g trên 1kg một lần pha với nước trong vòng cho bệnh nhân uống để hấp thu vào cơ thể. Hoặc là chúng ta có thể cho bệnh nhân uống đất sét bởi vì nó hấp thụ rất là tốt. Và sau đó thì chúng ta khẩn trương đưa bệnh nhân tới những cơ sở gần nhất để được thăm khám kịp thời.
Và nếu ngộ độc do uống nhầm thuốc thì chúng ta cần giữ trẻ ở tư thế đứng hoặc đứng tư thế ngồi để các chất trong dạ dày không trào lên thực quản, không đặt trẻ ở tư thế nằm. Nếu còn đang tỉnh thì bất kể là đã uống nhầm loại thuốc gì cũng bắt buộc phải gây nôn hoặc là móc họng cho bé nôn hết ra. Đồng thời cho trẻ uống nhiều nước ấm rồi lại tiếp tục móc họng gây nôn nhằm rửa sạch dạ dày, giải độc ra khỏi cơ thể, giảm bớt tác hại của thuốc hay hóa chất. Trong trường hợp bé hôn mê co giật thì không nên gây nôn. Sau sơ cứu ban đầu cần nhanh chóng đưa nạn nhân tới bệnh viện ngay để được các bác sĩ tiếp tục cấp cứu giải độc, mang theo vỏ loại thuốc hoặc chai hóa chất mà người bệnh đã uống nhầm để các bác sĩ có hướng xử lý kịp thời và chính xác. Và chúng ta thấy rằng là những tai nạn thương tích thì hoàn toàn có thể phòng tránh được. Và với những cái thông tin kể trên thì chúng tôi hy vọng rằng các bậc phụ huynh ở trong căn nhà của mình, đầu tiên thì chúng ta sẽ hết sức cẩn trọng, phòng thì hơn chống. Tức là chúng ta sẽ toàn bộ lưu ý tới những cái hóa chất mà không được để trẻ em tiếp cận. Ví dụ như là không được uống, không được làm rơi vỡ. Bởi vì đôi khi việc mà một số hóa chất độc hại như là thủy ngân chẳng hạn, chúng ta làm rơi những cái chiết nhiệt kế mà thủy ngân tràn ra, thì riêng việc là đứng gần thôi hay là ở trong không khí có thủy ngân thôi đã rất là độc hại rồi. Bởi vậy chúng ta sẽ để xa tầm với của trẻ em và nên tính toán tới việc là nếu như mà mình có đi vắng, con mà có trèo lên thành giường này hay là con có bắc ghế lên thì con cũng không thể với được. Chứ ví dụ như câu chuyện mà Phương Thảo vừa chia sẻ là cứ lợi dụng lúc bố mẹ đi vắng lại trèo lên ghế lấy hết cái lọ này xuống lọ khác mà may là không rơi vỡ, không có cái thương tích gì xảy ra. Bởi vậy chúng ta sẽ cần tính toán hết tất cả mọi khả năng để làm sao mà không gây những cái tổn hại cho trẻ. Còn nếu như không may trẻ có bị ngộ độc hay là uống phải những hóa chất thì chúng ta sẽ cần phải có những cách sơ cứu tùy thuộc vào từng loại hóa chất mà trẻ không may lỡ uống phải, và sau đó thì đưa trẻ tới những cơ sở thăm khám y tế gần nhất để làm sao mà có thể cứu chữa kịp thời. Và chúng tôi cũng hy vọng rằng những thông tin và chia sẻ kể trên sẽ giúp các quý vị phụ huynh chúng ta ý thức hơn cũng như là có những cách phòng tránh phù hợp với trẻ.